Honda ADV350, một chiếc xe tay ga phiêu lưu. Mô hình mới nhất từ Wingnoken. Tôi phải nói là một mô hình mà những người đi xe đạp nhiều người mong chờ đã đợi một thời gian dài, có đến hay không đến sản xuất hay không sản xuất đoán nó khác nhau. Bây giờ tôi phải nói chinh phục tin đồn để xóa nghi ngờ rằng mô hình này chắc chắn có sẵn kiểu dáng của xe được thiết kế theo bản concept. Xe tay ga phiêu lưu có thể lái xe khắc nghiệt và thoải mái, trông giống như một chiếc đèn pha lớn, đẹp trai. Hình dạng thân xe tương tự như ADV150 nhỏ hơn và XF750 lớn hơn. Nhưng với động cơ và kích thước ống pô phù hợp, đi kèm ghi đông và bảo vệ tay, trông bụ bẫm, điển trai, có nét độc đáo riêng. Động cơ đi kèm với xe vẫn là khối ESP cộng duy nhất được sử dụng trên Forza 350, tuy nhiên có thể sẽ có một chút tinh chỉnh trong biểu đồ nhiên liệu. Để phù hợp với các nhân vật của xe, hãy xem hệ thống treo với giảm xóc trước upside down và giảm xóc sau sắp canh. Có vẻ như thế hệ trẻ như ADV150 được thiết kế để sẵn sàng lên đường. Gồ ghề hơn về phần bánh xe, bánh trước là 15 inch và bánh sau là 14 inch với lốp hoa văn. Phanh đĩa trước và sau với công nghệ ABS đồng hồ, đi kèm với màn hình LCD đầy đủ, đi kèm với tấm che nắng. Thiết kế mang lại cảm giác thậm chí nhiều xe đạp phiêu lưu nó cũng có cơ sở của một nguồn điện USB được lắp đặt từ nhà máy. Trang bị hộp U đựng đồ rộng, có thể để được hai mũ bảo hiểm, thích hợp cho các dòng touring. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.